Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như ông Tập Cận Bình khẩn cấp báo động thiên tai bão lũ giật cấp 16 tại Trung Quốc cuốn trôi sở chỉ huy thành phố Vũ Hán. Vì nước sông Dương Tử và hồ Bà Dương cùng hai con sông Mekong, Hoàng Hà tăng cao đột biến, đập Tam Hiệp khó chống đỡ được lũ. Đứng trước tình hình khẩn cấp nói trên vào rạng sáng ngày 5 tháng 10, gần 3 vạn người dân của Trung Quốc đã định vượt biên trái phép sang các nước láng giềng để trú ẩn. Có một điều cực kỳ nguy hiểm đó là mặc dù tình hình mưa bão, lũ lụt, sấm chớp đùng đùng, đoàng đoàng đang hoành hành tại Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn bất chấp tất cả, phát động cho hải quân của Bắc Kinh đưa trực thăng ném bom mang theo nhiều tên lửa dẫn đường tiến ra ngoài quần đảo Phú Lâm, gần sát với quần đảo Hoàng Sa để dọa nạt các nước trong khu vực, cũng như thách thức chủ quyền đối với cả các nước trên thế giới. Hành động trên của ông Tập đã bị người dân của Trung Quốc liên tục phản đối vì họ cho rằng đất nước đang gặp lâm nguy. Nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không lo cho dân chúng mà lại đem quân đi gây hấn, gây chiến, gây gổ, đánh nhau với cả các nước trong khu vực. Không những thế, những khoản tiền mà một số nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt cho nhân dân Trung Quốc, chính quyền của ông ta cũng đem đi tiêu xài và dùng vào việc đầu tư cho quân sự, mặc cho hàng triệu người dân của Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất và sống trong cảnh thiếu lương thực, lầm than và thiếu thuốc men cũng như bệnh tật. Thưa quý vị, theo thông tin từ một đài phát thanh ở thành phố An Huy của Trung Quốc cho biết, vào lúc 4 giờ 30 phút giờ địa phương rạng sáng ngày 5 tháng 10, Ban Quản lý con đập Tam Hiệp cấp báo do mưa lớn trong suốt 58 ngày đêm vừa qua đã trút hàng tỷ mét khối nước từ trên trời rơi xuống Trung Quốc, cho nên mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp cũng như nhiều con sông của Trung Quốc dâng cao chưa từng có trong lịch sử. Cùng với đó, lũ ống, lũ quét, động đất và thượng nguồn đổ về khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Đứng trước tình cảnh đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định cho phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu 3 thành phố Vũ Hán, An Huy và Hồ Nam, cũng như khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn. Kính thưa quý vị, cổ nhân có câu, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Quả thật điều đó đang hoàn toàn ứng nghiệm đối với hoàn cảnh của Trung Quốc hiện nay, khi nhiều tai ương, dịch bệnh, thiên tai và nhiều vấn đề khác liên tục giáng xuống chính quyền ông Tập Cận Bình. Điều đó đã khiến nhiều thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Trùng Khánh, nhất là thủ đô Bắc Kinh, rơi vào một tình cảnh thật sự là tồi tệ trong lịch sử một cách dồn dập và liên tục. Họa này chưa hết thì họa kia lại ập đến, và liệu đứng trước muôn vàn quả đấm như thế, chính quyền của ông Tập Cận Bình có dám đương đầu hay là rụt cổ né tránh? Điều đó chúng ta cần phải chờ đến hồi kết của nó mới thấy được. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta thấy rằng Bắc Kinh vẫn đang rất ngông cuồng hống hách bởi vì họ vẫn đang lộng hành ngoài Biển Đông, bất chấp mưa lũ đang nhấn chìm 28 tỉnh thành của Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá nóng khi vào sáng ngày 5 tháng 10, chúng tôi mới thu thập được một thông tin từ tờ Tân Hoa Xã Trung Quốc cho biết, Trung tâm Cứu trợ Cứu nạn Hạn hán và Kiểm soát Lũ lụt con sông Dương Tử thông báo rằng mực nước đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, con sông được cho là dài nhất Trung Quốc vào tối ngày 3 tháng 10 đã vượt mức báo động từ 3 đến 3,5 mét. Trong khi đó, mưa vẫn đang tiếp tục trút xuống vùng thượng nguồn, con sông này khiến cho 7 cửa xả lũ hoạt động hết công suất. Và chính vì việc xả lũ gấp như thế này đã nhấn chìm 1.679 ngôi nhà và vùng hạ lưu sông Dương Tử. Nhiều xe hơi, nhà lầu bị cuốn trôi, hàng triệu người dân phải sơ tán gấp rút ngay trong đêm. Tuy nhiên, họ không biết đi đâu về đâu bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình không lo cho người dân nơi trú ẩn, mà họ đang mải mê đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ, lãnh hải của một số nước khác. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết thêm, nước lũ dồn dập đổ về, những hồ chứa có nơi lên tới 60.000 mét khối trên giây, tương đương với khoảng 10 phút thì nước lũ có thể lấp đầy cả một hồ Tây rộng lớn của Hà Nội. Theo các nhà quan sát cho biết, đây là lần thứ 3 mực nước dâng cao tới mức độ vượt cảnh báo đỏ tới 3 mét. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, từ nay đến hết tháng, Trung Quốc còn xuất hiện thêm 3 trận mưa to đến rất to, mỗi trận mưa kéo dài khoảng 8 tiếng. Nếu như công tác phòng chống lũ lụt không được đẩy lên cao, thì nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ vẫn tiếp tục bị chìm trong biển nước. Và con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ lên tới 99,8%. Và khi con đập này vỡ, tất cả 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị vùi lấp trong biển nước lũ và toàn bộ tài sản cũng như là vật chất sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Khi đó, trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Và đây chính là thời khắc lụi tàn của Đảng Cộng sản, ông Tập Cận Bình.
Kính thưa quý vị, có thể nói rằng những dự ngôn và dự báo của các nhà tiên tri trong nước và ngoài nước Trung Quốc cuối năm 2020 đã dự báo rằng năm 2022, Trung Quốc sẽ gánh chịu nhiều hậu quả đau thương do thiên nhiên cũng như bệnh dịch gây ra. Điều đó đã hoàn toàn ứng nghiệm khi 5 tháng đầu năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành tại thành phố Vũ Hán cũng như 31 tỉnh thành của Trung Quốc, làm cho Trung Quốc bị lụi tàn và kinh tế của Trung Quốc xuống thấp nhất trong lịch sử 100 năm vừa qua. Đến nay, dịch bệnh COVID-19 tưởng chừng như đã được khống chế ở thành phố Vũ Hán cũng như là 31 tỉnh thành khác của Trung Quốc và đời sống của nhân dân Bắc Kinh được quay trở lại với nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra được một tuần khi mưa to liên tục ập xuống 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc. Bây giờ cộng thêm động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng và sấm sét đùng đùng liên tục ập xuống phía Trung Quốc, khiến cho nhiều tỉnh thành của Trung Quốc bị ngập lụt sâu tới 9-10 mét. Có nơi trũng ngập tới 15 mét, làm cho đời sống của nhân dân bị đảo lộn. Và tất cả những nguyên nhân này đều do một điềm báo là những con quạ bay khắp bầu trời của thủ đô Bắc Kinh. Bây giờ ngồi ngẫm lại mới thấy rằng những lời dự ngôn và những tiên đoán của các nhà tiên tri là rất chính xác. Thưa quý vị, các nhà tiên tri, năm 2022 còn đưa ra một dự báo thông báo rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nết mà vẫn giữ nguyên cái thói hung tàn, bạo ngược, tham lam, vô độ, thì từ nay đến cuối năm 2022, Trung Quốc còn gánh chịu nhiều đau thương nữa, không chỉ do mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời giáng xuống, mà dịch bệnh, một dịch bệnh khác với cả dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp tục hoành hành tại một số khu vực và tỉnh thành của phía Trung Quốc, khiến cho đất nước của Trung Quốc lâm vào cảnh hết sức tồi tệ. Có một điều bí hiểm, đó là dịch bệnh mà các nhà tiên tri dự đoán ở đây được cho là còn trầm trọng và nguy hiểm hơn cả dịch bệnh COVID-19. Nhưng đến nay bây giờ mọi người vẫn chưa biết dịch bệnh đó là gì. Và nếu như Trung Quốc muốn yên ổn và sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc, thì tốt nhất chính quyền của ông Tập Cận Bình nên ngừng ngay những cái thói hung tàn bạo ngược với cả một số nước trong khu vực. Nếu không, những đòn đau thương sẽ lại tiếp tục giáng xuống Bắc Kinh và khi đó toàn bộ Trung Quốc sẽ bị san phẳng. Kính thưa quý vị, theo hãng tin nổi tiếng của Mỹ mang tên BBC News, rạng sáng ngày 5 tháng 10 cho biết, mặc dù mưa lũ đang càn quét phía Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn cho diễn tập bắn đạn thật, ném bom và phóng tên lửa ở ngoài khơi Biển Đông. Tờ báo Mỹ nói rằng, lực lượng trên không thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc hôm qua thông báo, cuộc diễn tập tấn công mục tiêu bắn đạn thật, phóng tên lửa và ném bom diễn ra ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu sát với quần đảo Phú Lâm. Đây được cho là một hành động gây ra rất nhiều nguy hiểm cho Biển Đông cũng như một số nước trong khu vực. Tờ báo của Mỹ miêu tả chi tiết như sau. Bán đảo Lôi Châu nằm ở cực nam tỉnh Quảng Đông, phía tây hướng ra vịnh Bắc Bộ, phía đông hướng ra Biển Đông. Cục Hải sự Bắc Hải của Trung Quốc cũng ra thông báo hai cuộc diễn tập quân sự sẽ được tổ chức ở vịnh Bắc Bộ này, bất chấp lũ quét vẫn đang hoành hành tại đất liền của Trung Quốc. Theo thông báo, lực lượng trên không thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc nói rằng cuộc diễn tập đang tiến hành ở hai giai đoạn và bao phủ trên một khu vực rộng với bán kính khoảng 8 km. Cũng theo thông báo, các loại đại bác công phá tên lửa, bom, mìn sẽ được mang ra để diễn tập. Theo các chuyên gia quân sự của Mỹ cho biết, cuộc diễn tập của Trung Quốc mang hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội Bắc Kinh. Mục đích thứ hai là chính ông Tập Cận Bình muốn gửi gắm cho thế giới biết rằng mưa to, bão tố, động đất, lũ quét, sạt lở không làm ảnh hưởng gì tới người dân Trung Quốc cũng như quân đội của Bắc Kinh. Hiện tại thì đất nước Trung Quốc vẫn đang rất ổn và họ chứng tỏ rằng quân đội của họ đang rất hùng mạnh. Mặt khác, chính quyền ông Tập Cận Bình muốn gửi một lời thách đấu đối với các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ tại khu vực Biển Đông. Được biết, tờ báo Tokyo News của Nhật Bản cũng loan tin quân đội của Trung Quốc có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận đổ bộ với quy mô lớn gần quần đảo Hải Nam và sát với quần đảo Phú Lâm ở ngoài khơi Biển Đông, nhằm thể hiện sức mạnh quân sự quật cường của Trung Quốc đối với cả các nước trong khu vực. Trước đó, thì tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn cho biết, lực lượng trên không thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật và phóng rất nhiều tên lửa, ngang nhiên điều máy bay tiêm kích ném bom H-7 và chiến đấu cơ J-11 quanh quần đảo Phú Lâm, sát với quần đảo Hoàng Sa. Hành động nguy hiểm trên của Trung Quốc đã bị nhiều nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên tiếng chỉ trích. Họ nói rằng trong nước thì lũ lụt, nhưng không lo cho dân chúng, họ lại vẫn muốn tỏ ra là một cường quốc lớn mạnh bị gây hấn, bắt nạt ngoài Biển Đông và khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, Ấn Độ. Điều đó cho thấy rằng lòng tham của chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị ăn vào máu mủ và không thể nào mà gột sạch hết trong một sớm một chiều. Lũ lụt do mẹ thiên nhiên cũng như do trời và đất và Đức Chúa Trời ra tay trừng phạt Trung Quốc thay cho một số nước trên thế giới.
Tuy nhiên, hình như họ vẫn chưa sợ và vẫn chưa khuất phục. Họ dường như vẫn tỏ ra rất ngông cuồng và những điều trên đang làm cho mẹ thiên nhiên liên tục giáng những đòn đau thấu xương cho Trung Quốc trong một vài ngày tới. Được biết, mưa to gió lớn và bão tố tiếp tục càn quét Trung Quốc trong những ngày tiếp theo. Và nếu như tình trạng này không chấm dứt thì chỉ khổ cho người dân Trung Quốc đại lục mà thôi. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.